Vẻ đẹp mê hoặc của loài động vật biển bước ra từ huyền thoại. Hải long lá thuộc họ cá chìa vôi, có hình dáng giống hệt những chiếc lá hình con rồng, chỉ xuất hiện ở bờ biển phía Tây và Nam Australia. Hải long lá thường sống ở vùng biển có độ sâu từ 5 đến 35 mét. Đặc biệt, chúng chỉ xuất hiện ở vùng nước ôn ới. Với thân hình giống những chiếc lá giúp chúng ngụy trang tài tình dưới đáy đại dương, hòa nhập với những loài thực vật, giúp chúng dễ dàng tìm kiếm thức ăn và lẩn tránh kẻ thù. Hải long lá rất hạn chế vận động và có thể đứng yên tại một vị trí trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, một số con hải long lá thỉnh thoảng sẽ di chuyển với tốc độ 150 m/h. Hải long lá có miệng dài và nhỏ, chủ yếu dùng để hút con mồi vào trong. Thức ăn khoái khẩu của chúng là các loài không xương sống nhỏ sống quanh quẩn trong những đám tảo bẹ. Hải long lá cái đẻ trứng mỗi năm một lần và mỗi lần đẻ khoảng 250 trứng. Để tự vệ cũng như tấn công, hải long lá co cơ thể lại và chĩa những cái gai trên mình ra, đó chính là vũ quan trọng nhất của chúng. Quá trình sinh sản, con cái sẽ để trứng của mình lên bộ phận ấp trứng nằm ở trên đuôi của con đực để thụ tinh. Trứng được rồng đực mang suốt bên mình cho đến khi nở. Sau khoảng 8 tuần, số trứng đó sẽ nở thành những chú hải long lá trước khi Guitar Flies vào đây để xem lại trước khi gửi.